Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người và 1 người bị thương. Trong công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra xử lý 271 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền gần 1 tỷ 150 triệu đồng, tạm giữ 135 phương tiện mô tô, ô tô, tước 42 giấy phép lái xe, trong đó vi phạm nồng độ cồn 112 trường hợp, xử phạt 574 triệu đồng, vi phạm về tốc độ 52 trường hợp, xử phạt 60 triệu đồng và 281 trường hợp bị các lỗi vi phạm khác.